Xin chào tất cả quý vị, Minh Sù và Khả Như. Xin được chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Đối thủ bí ẩn. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bing House thực hiện, được phát sóng vào khung giờ 20:20 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, cứ mỗi lần quay trở lại với chương trình thì Minh Sù và Khả Như rất là vui và hào hứng, cũng như là đầy cái sự tò mò, rất là tò mò, bởi vì cứ mỗi lần mà chương trình lên sóng lại là những cái sự sáng tạo mới, những cái sự mà tìm tòi những khách mời mới, và đặc biệt hơn hết là những cái thử thách của chúng tôi sẽ càng ngày càng khó hơn. Không, nhưng mà thật sự là khi mà Như đến với chương trình đó, Như cảm thấy rất là vui. Dạ. Biết sao không? Tại vì á, mỗi thử thách mà chương trình mang đến cho khách mời cũng như là cho quý vị khán giả, lúc nào nó cũng bất ngờ, thú vị, chơi vui ơi là vui. Đó là tiêu chí của chương trình, đó là nhằm mang đến cho quý vị những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái ạ. Chị Khả Như nói như vậy chứ ngồi ở nhà coi thì dễ lắm, nhưng mà lên tại hiện trường này thì cái thử thách nó mới khó hơn. Hy vọng rằng là những khách mời đặc biệt cũng như là những đối thủ bí ẩn ở đằng sau năm cánh cửa này, họ sẽ tự tin để có thể vượt qua được thử thách và mang về tiền thưởng của chương trình nha. Và khách mời vui nhộn ngày hôm nay bảo đảm mắc cười dữ lắm. Xin được mời ra sân khấu ạ. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Cười chưa? Bây giờ mình giới thiệu sao cho mắc cười nè. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Đối thủ bí ẩn. Xin chào anh Minh Xu. Xin chào chị Khả Như. Em là Thanh Phong, còn đây là... Dạ, em là Hạnh Thảo. Xin chào anh Minh Sù, xin chào chị Khả Như. Chào quý vị khán giả của chương trình Đối thủ bí ẩn. Còn đây là... Dạ, còn em là Bảo Bảo. Em xin chào chị Khả Như, em chào anh Minh Sù, em chào khán giả của Đối đầu bí ẩn. Cái gì vậy? Gì vậy cơ? Đối thủ bí ẩn. Đó. Vậy thì chẳng hay ba bạn đến với chương trình nó nhằm mục đích gì? Nói chung là con nhiều chơi hết nhiều. Rồi, vậy đội mình tên là gì ạ? Đội của chúng em tên là... Giỏi dữ lắm nè. Rồi, xin mời đội giỏi dữ lắm nè, mời về chỗ ạ. Hỡi đội chơi thân mến ơi, chương trình này chỉ có hai vòng thi thôi. Vòng thứ nhất là vòng đối đầu. Nếu thắng vòng đối đầu thì chúng ta mới có cơ hội bước vào vòng đặc biệt. Mà thắng cái vòng đối đầu rất là đơn giản luôn. Ở đây chúng tôi có 5 thử thách và nhiệm vụ của các bạn chỉ cần vượt qua 3/5 thử thách thì các bạn hiển nhiên bước vào vòng đặc biệt ạ. Và cứ mỗi thử thách thì đối thủ bí ẩn của chúng tôi sẽ cầm trên tay một phong bì tiền thưởng hoàn toàn khác nhau, tùy vào sự may mắn của mỗi người nha. Mình thắng thì mình sẽ giành lấy giải thưởng đó, mình thua thì tiền thưởng thuộc về đối thủ bí ẩn. Và giải thưởng bao nhiêu ạ? Giải thưởng cao nhất trị giá 10 triệu đồng. Ngon 10 triệu chắc rồi. Có cao nhất thì cũng phải có thấp nhất. Dạ, thấp nhất 50.000 đồng. Đó. Im luôn vậy? Tại vì cũng ấy. Chê phải không? Chê hay được năm chục lắm. Ủa sao chị? Coi như là bỏ quá trời công sức ra. Đúng rồi. Chơi quá chơi thắng được năm chục. Nhưng không sao, có cơ hội không? Đúng bởi vậy. Vì cứ chiến thắng một vòng thi là chúng ta càng có nhiều cơ hội bước vào vòng đặc biệt để nhân 2, nhân 3 và nhân 5 tiền mà mình đặt cược ở trong vòng thi đấu đó. Nhưng mà cái điều đó mình sẽ nói sau. Mình nói sau nha. Nói rõ hơn cho quý vị khán giả nghe. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên. Xin mời. Quý vị thân mến, đây chính là những giây phút khởi động đầu tiên của chương trình thôi. Vòng đối đầu, chúng tôi sẽ có 5 thử thách dành cho 3 khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời. Nổi gió lên nào. Chú nhím tinh nghịch. Vũ điệu biển cả. Hỏi nhanh đáp nhanh. Và cuối cùng là bình minh. Dậy chưa? Trời, muốn hát một bài ghê. Bình minh ơi dậy chưa. Cà phê gì? Sao chị cà quá xuống mặt đường rồi. Bắt cái tông khó quá em hờ. Rồi bây giờ nè, câu hỏi đầu tiên dành cho đội ai nghĩ là mình giỏi lắm chơi đầu tiên coi. Em nếu mà cái bảo gục mặt xuống bàn. Giống như là chương trình mời sai đồng đội cho em rồi. Chốt Thanh Phong là người chơi trước. Ủa. Là xin mời Thanh Phong nhấn vào chuông ạ. Trời ơi. Thôi vậy đi. Cái gì nữa đây nè.
cái sự giỏi giang của mình qua giỏi nhanh đáp nhanh đó. Đúng nghề luôn rồi đó. Đúng rồi, cho nói đi Phong. Bây giờ em phải lựa đối thủ đây, đừng quan tâm đồng đội mình nữa. Dạ, lựa đối thủ đi. Lựa đối thủ ha. 1 2 3 4 5. Dạ, 5 đi. Dạ, 5 thôi chị. Đối thủ bây giờ số 5 xuất hiện. Wow, trời ơi, mày chào cưng nghe. Hôm nay tự nhiên sao ai cũng vest đồ này kia nọ sang trọng quá. Rồi, đẹp gái quá. Mời trời. Mời Phong xuống đây. Ủa, em xuống luôn hả? Xuống luôn chứ. Dạ, em gặp đối thủ đi chứ. Dạ. Rồi, đầu tiên là chào em gửi ly chào đến mọi người, giới thiệu về bản thân, tên tuổi và cảm xúc của em khi gặp đối thủ là Thanh Phong ngày hôm nay. Dạ, em xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Đối Thủ Bí Ẩn. Em tên là Phan Hồng Nhung và hiện em đang làm diễn viên ạ. Mạnh mẽ lên, một câu, anh truyền động lực cho em. Hứ, nói đi. Anh Phong, hôm nay em đến đây với tinh thần là quyết chiến quyết thắng, quyết chiến quyết thắng. Trời ơi, chết rồi. Trước mắt là anh xin phép được giữ cái phong bì này. Sau đó ai chiến thắng thì Minh Sùa và Khả Như sẽ trao. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng đến với phần thi Hỏi nhanh, đáp nhanh. Thử thách đầu tiên hỏi nhanh, đáp nhanh. Và hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, rất sẵn sàng. Nhưng chúng tôi thì chưa. Chúng tôi muốn công bố luật chơi như sau. Dạ. Chúng tôi sẽ có 10 câu hỏi được đọc tuần tự bởi Minh Sù và Khả Như. Sau khẩu lệnh là hết, mình sẽ nhấn chuông, bấm. Đó, giành quyền trả lời trong vòng 5 giây. Phải trả lời đúng. Trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai nhường quyền trả lời cho bạn còn lại. Trải qua 10 câu, ai có số lượng câu đúng nhiều hơn chiến thắng. Dạ. Rồi, chơi chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng. Câu hỏi số 1 như sau. Đây là câu đố mẹo. Trái banh và trái bí rơi trúng đầu thì cái nào đau hơn hết? Mời dạ, Nhung. Trái bí. Trái bí. Câu đố mẹo mà trả lời thiệt quá. Sai. Trái banh với trái bí rơi trúng đầu thì trái nào đau hơn? Mời Thanh Phong. Sao cưng không trả lời đúng đi? Cưng nói vậy là chết anh rồi. Em tưởng em trả lời đúng. Tưởng em trả lời đúng. Sao mà cưng ấy quá. 5 giây bắt đầu. Trái banh với trái bí rơi vô đầu cái nào cái đau hơn? Cái nào đau hơn? Cả hai cái đau hết luôn đó. Chốt chưa? Chốt luôn đó. Chốt luôn. Ừ. Chưa. Đây. Chính xác. Ủa sao vậy chị? Trái banh với cái bí mà rơi trúng cái đầu thì cái gì đau hơn? Thì cái đầu, cái đầu đau mới đau chứ. Trời ơi. Câu tiếp theo, kể tên 5 tỉnh thuộc địa bàn Tây Nguyên nước ta. Hết. Mời Phong. Kêu bằng 5 tỉnh thuộc địa bàn Tây Nguyên là vô liền, không có tỉnh Lâm gì. Đồng nè. 1 nè. Có tỉnh Đắk Lắk nè. 2 nè. Có tỉnh Gia Lai nè. 3. Có tỉnh Buôn Mê Thuột nè. Không đúng. Rồi, 5 tỉnh rồi. Chưa, em chưa nói hết chị. 5. Tối tư anh mắc cười quá. Tỉnh 3. Tỉnh 2. Tỉnh Bình Phước nè. Em tỉnh táo lên đi, hết giờ. Hết giờ, chưa. Sai. Chính xác. Chưa chính xác. Mời Nhung. Dạ là kể lại nè. Là tỉnh Lâm Đồng. 1. Lâm Đồng nè. Gia Lai. Gia Lai. Đắk Lắk. À. Khoan nha. Em còn thời gian 5 giây lận. Đắk Nông đúng. Đắk Nông cái nữa. Rồi. 2. Cái gì ta? 1. Cái Rồi là thua đó anh ơi. Hết giờ đi. Cả hai đều chưa chính xác nha, tại vì có cái tên mà các bạn nhắc. Nó không phải tỉnh. Đúng rồi. Hiện tại thì địa bàn Tây Nguyên có 5 tỉnh gọi là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Dạ, yeah, rất là tiếc, nãy em kể được 4 thôi, còn em kể được 3. Dạ. Yeah. Vẫn chưa chính xác cho nên là tỷ số hiện nay vẫn là 0-0 nha mọi người nha. Chơi gì mà hay dữ vậy trời. Trời vui lắm chị. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu này liên quan tới những tác phẩm văn học. Tác phẩm văn học. Sở trường của Thanh Phong. Em bàn C nè chị, hồi đó em giỏi dữ lắm. Xin thưa với hai người chơi, câu hỏi như sau. Em trai của Thúy Kiều trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du tên là gì? Hết. Mời Phong. Quá dễ. Em trai của Thúy Kiều tên là... Không cần lặp lại câu hỏi. Em bàn C nè chị, hồi đó em giỏi dữ lắm. Thúy Kiều tên họ Vương. Họ Thúy Kiều họ Vương. Đúng. Em trai của Thúy Kiều tên là... Vương gì? Hết giờ, chốt đáp án đi. Em chốt đáp án là em không biết. Hết giờ. Chưa chính xác. Đã tìm được cái họ rồi. Em, phần thi thuộc về em. Chuẩn bị. Làm sao mà Vương biết. Gì? Vương Duy Ngoại. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là Vương Quan.
Vương Quang vẫn là 0-0 nha. Câu tiếp theo, khi nào 60 bằng 1 hết? Đố vui. Khi nào 60 bằng 1 hết? Khi 60 giây bằng 1 phút. Chính xác, chúc mừng. Rồi thua rồi. Ngày này cũng tới rồi. Em á. 1-0 nghiêng về bạn Hồng Nhung. Yay. Câu hỏi tiếp theo như sau. Chị hỏi nè, chơi chưa? Em chơi rồi đó. Ủa? Rồi câu hỏi tiếp theo nè, cũng là câu hỏi đố mẹo luôn. Giả sử chúng ta có một khúc vải, cắt nó ra thành 100 khúc. Thời gian để cắt một khúc vải là 5 giây. Hỏi cần bao nhiêu nhát để cắt xong hết? Đố mẹo. Mời Nhung. Dạ 100 nhát. 100 nhát chốt chưa? Dạ chốt. Chốt chưa, chính xác. Mời em. Dạ em có một khúc vải mà nếu mà không cần thế. Mình đếm thua đi. Tới nơi rồi. 18 nhát. Chốt chưa? Em cũng 5 4 3 3 2 1 đó. 98 nhát. 98 nhát. Là một đáp án. Chưa, chính xác. 99 nhát mới đúng. 99 nhát mới đúng. Đúng rồi, sao nãy không nói vậy? Không phải em không nói như vậy, nhưng mà anh Minh Xù á thì sự luôn á, ảnh dùng cái áp lực thời gian để anh trấn áp tinh thần của em. Tôi không phải là người đếm thời gian mà là chị Khải Như. Chị cũng vậy nữa. Mà thế giờ mà một khúc vải mà chia thành 100 đúng không, thì phải cắt 99 nhát thôi. Thì cái cuối cùng là cái dư cái ra, cuối cùng là cái dư ra đó là 100 rồi. Vẫn là 1-0 nghiêng về Hồng Nhung. Câu hỏi đố vui tiếp theo, xin mời chị Khải Như. Gạch gì có thể ăn được hết? Cái gì chị? Cái gì? Gạch gì có thể ăn được? Gạch gì có thể ăn được? Dễ quá. Năm bốn ba hai gạch bàn một gạch cua. Ơi hết giờ rồi anh ơi. Gạch cua hết giờ rồi. Em nói hết giờ rồi. Số năm luôn. Gạch cua chính xác, chúc mừng. Quê nè, một đều đó. Câu tiếp theo nghe kỹ. Dạ dễ ẹt luôn, quá ngắn gọn xúc tích. Độc huyền cầm là tên gọi khác của loại đàn nào? Chưa nói hết mà. Ừ, Phạm Huy mời Nhung. Năm. Trời ơi. Bốn. Độc huyền là cái độc huyền cầm. Là dạ đàn đàn nhị. Đàn nhị chốt không ạ? Dạ không. Ủa. Hai. Dạ. Một. Đàn cò chốt không? Dạ chốt. Chốt sai. Ủa. Mời em. Dạ. Nếu mà theo kiến thức âm nhạc sâu rộng của em, để em ra vẽ xíu. Cái kiến thức âm nhạc sâu rộng của em, độc quyền cầm tức nghĩa là cây đàn tàu 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 cây bầu. Cây đàn bầu. Chốt không? Em chốt dữ luôn á. Nhìn vào ánh mắt anh. Chính xác. Yeah. Thấy không? Được rồi, là đàn bầu. Rồi, câu tiếp theo. Dạ. Cái gì không miệng, không lưỡi mà có răng hết? Đủ vui. Cái gì không miệng, không lưỡi mà có răng? Cái gì không miệng, không lưỡi mà có răng? Cái xẹt cái cưa. Chưa chính xác. Cưa có lưỡi cưa. Nha, em không nghe cái lưỡi cưa hả? Lưỡi cưa cũng có nha. Cái miệng không lưỡi. Cái gì? Lưỡi. Có miệng. Đúng. Có lưỡi. Không miệng, không lưỡi, miệng, mà, không lưỡi mà có răng. Có răng. Có răng nha. Năm. Có răng. Bốn. Ba. Cái gì? Bánh răng. Cái em đánh răng. Cái bánh răng á. Cái bánh răng hả? Chưa, đáp án cũng chưa chính xác cái luôn. Cái này câu đố mẹo luôn đúng không? Câu đố vui, đáp án chính xác là cây lược. Răng lược, đúng răng rồi, lược. Rồi, không rồi, có lưỡi, không cái có. Cái này em không biết. Miệng. Rồi. Với cái trình độ ngang nhau của hai bạn thì tôi xin được phép đọc câu tiếp theo. Nước nào có nhiều sân bay nhất trên thế giới hết? Mời Phong. Nếu mà theo em cái quốc gia mà rộng lớn mà to lớn mà có cái đường hàng. Ta hỏi nhanh đáp nhanh mà cứ vậy hoài. Nước Mỹ chốt đi. Em chốt dữ luôn. Chốt dữ luôn. Và đây là một đáp án chính xác chứ mà. Đó. Thấy chưa Bảo ơi, ai vậy? Anh giỏi dữ lắm. Ừ, hay quá. Tỷ số hiện nay là 3-1 nghiêng về Thanh Phong. Nhưng chúng ta chỉ còn có một câu hỏi nữa thôi, cho nên là em cũng không thể nào gỡ được ha. Phần thắng chúng tôi sẽ được chúc mừng cho Thanh Phong. Nhưng còn câu mình chơi luôn đi. Chơi luôn đi. Cho em gửi danh dự đi. Đây. Em gửi danh dự đi. Đúng trong, trong bài hát Huế tình yêu của tôi của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phổ thơ Đỗ Thị Thanh Bình có nhắc đến chiếc nón gì hết? Dạ chiếc nón bài thơ. Nón bài thơ chính xác. Yeah.
trời ơi, trời ơi, con này nè, nó nghe nè, trả lời với nón bài thơ là con người giỏi rồi đó. Coi như là em là ấy đó nha, mai mốt trên con đường sáng lạng diễn viên nha. Vui vẻ, anh vui vẻ, tại vòng này em thắng rồi, cưng anh ủng hộ cưng. Dạ. Làm nghề đi. Dạ. Và đây chính là phần thưởng của người chiến thắng, xin được chúc mừng cho Phong. Bây dạ. giờ Phong mở ra nha. Dạ. Kéo ra từ từ thôi. Kéo giùm em đi. Rồi, bây giờ anh xin phép được kéo từ từ dạ. thôi Phong. Từ từ Phong ơi, từ từ Phong ơi. 3 số 0 rồi. 4 4 rồi. 5 1. Rất nhiều số 0 rồi. Ê, 6 số 0 mà đây là 8. Ôi, dữ nè em và ơi. Và với chiến thắng ở thử thách đầu tiên, Thanh Phong đã mang về 8 triệu đồng. Xin chúc mừng. Cảm ơn Hồng Nhung đã đến với chương trình. Em gửi lời chào tạm biệt đến với tất cả quý vị khán giả đi nào. Dạ, xin chào tạm biệt các quý vị khán giả. Và xin cảm ơn anh Minh Sù, chị Khả Như và các anh chị trong đội chơi ngày hôm nay. Dạ, luôn luôn tự tin tuyệt vời như vậy trong tương lai nha. Dạ, chúc em thành công. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Đối thủ Bí ẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Thành viên nào? À, em dạ. cứ nghĩ là chị đi. Ủa sao vậy? Tại vì em nhỏ nhất mà. Thôi mấy anh chị chơi trước đi, em nhìn họ, em học hỏi kinh nghiệm. Tự nhiên cái giờ mang cái tuổi tác ra đây. Đúng thôi rồi, nói vậy thôi chị. Em chơi chứ giờ sao giờ. Rồi, thành viên tiếp theo là Hạnh Thảo. Ủa, nhanh gọn lẹ. Rồi, dạ, hãy. Chưa, bây giờ mình Ủa? Coi bốn cái thử thách còn lại là gì. Xin mời. Dạ. Wow. Bỏ cái hỏi nhanh đáp nhanh rồi. Bây giờ chắc chắn sẽ là những trò chơi vận động nè. Mời Thanh Thảo bấm chuông. Vô. Vô chưa? Vô rồi. Em hồi nãy em thích cái nhiếm đúng không? Em hỏi thôi à. Thì đó ừ. Đây chú nhiếm tinh nghịch ơi. Vậy thì chú nhiếm hãy chọn cái đối thủ bí ẩn phía sau cánh cửa 1 2 3 4. Em chọn số 4, 4 mùa xinh đẹp. Hay quá. Trời ơi. Hay quá. Xin mời đối thủ bí ẩn số 4 ạ. Số 4. Em chào anh chị. Vô đây. Dạ. Lâu quá mới gặp. Dạ em chào mấy anh mấy chị. Dạ em chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đối thủ Bí ẩn. Giới thiệu luôn nè. Dạ em tên là Minh Khánh và hiện tại em đang là diễn viên. Trời ơi, đứng ở đây nó hiền quá chứ mấy hồi mà em diễn nó không có hiền vậy đâu. Nó giả bộ đó. Đúng nhưng mà rồi, cái tâm em cái tốt. Không, bây giờ mình thể hiện thật sự cái bản chất của mình đi nè. Bản chất em nè, cái tánh em hiền lắm, em nói thiệt. Không có. Nó là bạn học em đó. Lớp vậy. Giờ Hạnh Thảo gặp Khánh ở đây quá quen đúng không? Dạ. Nhưng trên sân khấu của chương trình này nói gì với người ta thằng công? Nói gì nữa đây? Không có nhường anh Thảo. Hả? Không nhường. Chơi là không có chị em gì nữa. Đúng. Chơi là phải chơi hết mình. Đúng. Nói lại với chị một câu. Dạ, còn em thì em sống quan niệm đơn giản thôi. Cái gì của mình á thì nó là của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo mang tên Chủ nhiễm tinh nghịch. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng đến với thử thách là chú nhím tinh nghịch. Ở bên cạnh của Minh Xu đó là chú nhím màu xanh à. Bên tôi là chú nhím màu hồng. Luật chơi chú nhím tinh nghịch. Hai người chơi được mặc trang phục con nhím của chương trình. Trên đó có đính gai nhọn. Người chơi phải làm nổ hết bong bóng khi bò trong dàn treo. Trong thời gian 3 phút, ai hoàn thành thử thách trước thì giành chiến thắng. Sẵn hai con nhím chưa? Đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Dạ, rồi sẵn sàng. Mời hai bạn vào vị trí. À. Mời đây. Hai chú nhím vào vị trí. Ba. Thiết đầu công em một. Ơi. Bắt đầu. Thiết đầu công nào Thảo. Thiết đầu công Thảo ơi. Không phải. Ừ, rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi lên chị ơi. Ê ê bình tĩnh. Cầm xuống đi tiếp đi. Thảo ơi. Tiếp đi lên. Đúng rồi. Thảo. Đó lui. Hay quá chị ơi. Đúng rồi. Lui. Đó rồi. Thảo đi. Ừ. Hay quá. Thảo ơi. Đó. Ôi trời ơi, cái đầu lên. Ôi trời ơi, cái lên, cái lên. Hất, hất đẩy nó đi chị ơi. Không được rồi. Không được rồi. Đúng rồi. Phải đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Trời ơi, anh chị ủng hộ em đi bên kia là quá. Trời ơi, cố lên. Anh ơi. Trời cố lên. Trời ơi, em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đó, ngay đó mà đâm. Em ơi. Em ơi, Khánh ơi. Em ơi. Còn cái nữa, đúng rồi. Cá rô. Một cái nữa, đó gắn. Rồi, bỏ, bỏ qua bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Kế bên, đó, kế bên đằng kia. Ừ. Đúng rồi. Em không có thằng kia, chị ơi. Đừng có như vậy. Không còn ở đây sao nhiều lắm. Đi lui lại sao, đi lui lại sao đi. Rồi làm gì chứ. Ở bên, lui lại nữa. Rồi bên này còn cái nè. Làm gì chi.
em rồi. Đúng rồi, lùi lại nữa. Đúng rồi. Làm gì là thắng không? Lùi lại nữa. Đúng rồi. Trời ơi, nó còn lại một cái. Trời ơi, con bây giờ dùng dãy kìa. Đúng rồi, dãy thù của mình có chị. Cá rô. Lên. Rồi, kế bên. Anh lên cho bên này nè Thảo. Bên này nè, con lùi lại. Lùi lại kiếm rồi, đúng rồi. Quang. Trời đó, đúng rồi chị. Làm gì lại nữa. Thằng này còn hơn. Đó. Ôi. Rồi, hay quá anh em. Giỏi lắm Thảo. Xíu nữa. Xíu nữa rồi. Xíu nữa. Âu. Rồi, dừng luôn đó. Dừng lại, dừng luôn. Dừng đi, dừng luôn. Chơi rất công tâm nha Thảo chơi. Em ơi, em quằn quại quá em. Giỏi lắm á. Em giỏi quá. Không đây. Biết ai luôn á, em không nhìn bên kia luôn. Dạ đây, xin giới thiệu mọi người, nữ hoàng đâm trọt. Trời đó. Là sao, là giờ nguyên nhóm xuống kết thúc chương trình luôn hay sao? Không, lên kết thúc luôn không? Dạ, lên. Em muốn gì? Để chơi tiếp nè. Dạ quý vị mến, là kết thúc trò chơi này ở đây, bởi vì là chưa hết 3 phút luôn, nhưng Hạnh Thảo đã làm xong hết rồi. Dạ. Bên đây thì chưa xong cái nửa cái dàn giáo này nữa. Cho nên phần thắng đã thuộc về chú Nhiếm, Hạnh Thảo. Yeah. Mời Hạnh Thảo cầm nha. Ôi. Phụ nữ bao nhiêu nha. Hồi hộp chờ đợi xem. Với cái sự nỗ lực vất vả không ngừng nghỉ này, giải thưởng của chúng ta sẽ là... Ủa? 50.000. Hiện nay thì đội chủ nhà đang có 2 phần thắng rồi. Cố gắng lên, một trò thắng nữa thôi là mình vào vòng đặc biệt luôn. Wow. Sao Khánh hôm nay đến với chương trình thử thách này, em thấy như nào và muốn nói gì với mọi người nào? Dạ em thấy mệt. Ủa? Em thấy rất mệt. Em tính là ấy á, em tính lộ mèo luôn, tô đồ này kia trong đó, nhưng mà đừng làm như vậy, cái game nó sẽ đâm ngược vô em nha. Thì đó. Nói chung là với những chiêu thức và những chiến thuật không cần thiết đến từ Khánh thì Khánh đã thua cuộc rồi. Cảm ơn em đã đến với chương trình, gửi lời chào đến mọi người đi nào. Dạ em chào mọi người. Dạ, chúc mừng thành công vui vẻ nha. Dạ cảm ơn anh chị. Xin chào. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với đối thủ bí ẩn và rất vinh dự khi được thông báo một thông tin bất ngờ và đầy thú vị như sau. Không có gì bất ngờ hết. Ủa? Giờ người ta thắng cái người ta vô vòng đặc biệt phải không? Sao hồi nãy chị không có ủng hộ phe kia mà sao giờ chị ủng hộ dữ vậy? Tại người ta chơi hay. Giỏi đó chứ. Nghiêm túc. Các bạn chỉ cần thắng thêm một chiến thắng nữa, các bạn hiển nhiên bước vô vòng đặc biệt. Ui da. Sao vậy? Bây giờ? Cần phải không? Mình cần phải. Gánh nặng quá hay hả? Mình thấy gánh nặng quá. Nặng cả đôi vai. Rồi, chắc chắn bà Bảo sẽ là người tham gia tiếp theo. Còn lại thử thách gì ạ? Nổi gió lên nào? Vũ điệu biển cả. Và bình minh dậy chưa? Rồi, mời em bấm chuông. Bấm đi Bảo ơi. Và đó là... Nổi gió lên nào? Wow. Bảo ơi, và nhiệm vụ tiếp theo là em hãy nhìn vào đây, em chọn đối thủ 1, 2, 3. Em chọn số mấy? Em muốn chọn một cái số nào cho nó liên kết với đồng đội em. Em chọn số 3 đi. Và bây giờ xin mời đối thủ bí ẩn số 3. Wow. Ngang tài ngang sức nha. Giới thiệu về bản thân nào em, gửi lời chào đến mọi người đi nào. Dạ, xin chào anh chị, chào cô chú có mặt ở đây và anh chào khán giả đã xem qua màn hình TV. Khoan đi, ai là anh chị, ai là cô chú? Nói rõ ràng ra đi. Anh chị. Dạ, anh chị ra thì là... nói đúng thì tất cả đều là cô chú. Em sinh năm mấy? 2000. Trời, phải rồi em thì ơi. Vậy thôi con ơi, chơi đi cưng. Dạ. Ủa? Đừng có cầm cái này quá, cũng chưa thuộc về mình đâu nha. Mình nói gì với đối thủ của mình cái đi. Dạ thì em tới đây chương trình với cái tâm thế chơi, biết chơi chung với đàn anh đàn chị, nên là em lấy tâm thế là một sống một còn thôi. Một sống một còn thôi. Trời ơi. Dạ thì ối gì một... Cái gì chứ, cái gì chứ là không còn gì để mất đó Bảo ơi. Một sống một còn. Ở đây không ai lạ gì tới bạn hết trơn, cái bạn Phan Hữu Công Thắng. Em nghĩ là anh là người cài cấm bé nó vô đây, tại vì anh là thầy của nó. Rồi bây giờ mình chơi chứ hỉ? Dạ chơi chứ. Rồi bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chị này ổn luôn à. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn. Rồi chúng ta cùng đến với thử thách nổi gió lên nào. Quý vị thân mến, đây là thử thách mang tên gọi nổi gió lên nào. Dạ.
lạnh em, lạnh em. Đó là chúng ta phải làm sao cho gió nó nổi lên. Nhưng không phải quạt vào đối thủ. Đúng rồi. Mà là quạt vào những quả trứng đã xếp ở trên sân khấu này. Nổi gió lên nào. Người chơi sẽ dùng tấm bảng quạt cho 3 quả trứng di chuyển về vị trí quy định. Ai quạt 3 quả trứng về vị trí quy định trước thì giành chiến thắng. Nổi gió lên nào, xin phép được trao cho hai bạn hai cái tấm quạt rồi, này để hai quạt bạn ha. Thắng ơi. Dạ. Bảo ơi. Dạ. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Chưa. Sẵn sàng. Chưa đi về liền. Không có ý là góp ý nói chú Phong quay mặt vô trong. Trời ơi. Phong ơi. Đừng có làm cháu nó sợ. Thắng hiếp nó. Dạ. Chơi vui nha. Rồi. Rồi. Chơi đi. Vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Bảo ơi. Bảo ơi. Bảo ơi. Rồi đi đâu vậy? Bảo ơi, chạy bể mà. Sao mà. Kè. Thấy người ta quạt chưa? Từ. Bảo, quạt đi nè. Quạt lên. Hảo, hảo, có cả nhà ơi. Đi rồi. Thôi đi. Xong nó lật tròn về không vậy? Hao! Trời ơi! Nữa kìa! Ê! Không phải! Rồi ơi! Bể rồi kìa! Lại! Trời ơi! Ủa? Rồi bể luôn! Lại luôn! Bể luôn! Làm lại! Cái còn lại! Mỗi đội chỉ còn 2 quả thôi! Bè quạt đi! Thiếu rồi! Nè! Ngồi xuống! Vậy đi cho nó khỏe. Đó, đúng rồi Bảo. Không, con. Ủa? Đúng rồi em. Đúng rồi, cố lên. Ráng lên Bảo ơi. Cố lên, gia đình tin tưởng em. Giỏi lắm em yêu. Cố lên Bảo ơi. Cố lên em rồi. Cố lên. Ê, nó bị dính qua đây là nó không có đi. Cưng nè, cưng để ra ngoài đây, cưng đập một cái bạch mạnh được mạnh là nó lăn đi. Đúng rồi. Lẹ lên, đập dọc á. Cưng đập cho mạnh dữ lên. Trời ơi, mày đi chưa? Bảo, hãy dừng lại đi Bảo. Quạt, cái chứa mát nè chị. Bảo. Cái gì vậy? Cố lên Bảo ơi. Gần tới rồi, lẹ lên Bảo. Dừng lại. Đó. Trời ơi. Ê, nó vô rồi Bảo ơi. Từ. Nó lăn ra rồi Bảo. Nhẹ nhẹ thôi cưng. Từ. Trời ơi Bảo ơi. Từ. Mạnh lên. Sắp được rồi. Một cái nữa thôi. Không gấp được, không gấp. Thôi Bảo. Làm gì nó bị giật ơi. Bảo. Đúng rồi. Ê, không có chơi vậy. Đi ra. Ôi trời. Nhưng mà có nói quạt chứ. Là chơi rồi nha. Tuyệt vời. Mời. Cố lên em Bảo yêu. Đi kìa. Quạt ơi. Đúng rồi, biết quạt rồi, biết quạt ơi. Đúng rồi. Hai người chơi đã bị mất một quả trứng. Cho nên ai hoàn thành xong hai quả vô đó là thắng. Lẹ lên. Mình ăn đi. Đúng rồi. Thảo cản đĩa Thảo ơi. Không, ăn hết, nuốt hết chưa? Nè. Ba. Ô là nè mèo. Nếu như quả trứng này vào trong khung là chiến thắng luôn. Cố lên. Ba. Ba. Quá dễ dàng rồi, đồng đội ơi. Vâng, và xin được chúc mừng cho Bảo Bảo với số tiền mang về nha. Chị ơi, của Bảo Bảo chị. Nè, cầm đi cưng. Cầm bơ cho nó có lọc. Đừng có 50 nữa nha. Vô. Ôi, cái gì và vậy? Đó là 200 ngàn đồng. Rồi xin được thay mặt cho bạn thắng gửi lời cảm ơn và biết ơn đến với chương trình này. Không chỉ đến đây có những niềm vui, có những tiếng cười, có những cái sự thử thách đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, và có luôn cả cái những quả trứng nữa ăn rất là no nê. Cảm ơn thắng, thành công nha, chiến thắng nha. Dạ, cảm ơn chương trình. Bye bye. Tạm biệt chú anh chị và cảm ơn khán giả. Dạ. Yeah, xin chúc mừng đội vui dữ lắm. Chơi nãy giờ chị không thấy tụi em giỏi, chị thấy tụi em vui thôi hả? Đúng rồi. Mà nhờ cái vui, cái năng lượng nó tích cực á, cho nên là mình mới chiến thắng luôn cả ba thử thách của chương trình. Và chúng ta hiển nhiên bước vào vòng đặc biệt. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ phải gặp gỡ hai đối thủ bí ẩn ở phía sau cánh cửa 1 và 2. Xin mời đối thủ bí ẩn số 1 và số 2 xuất hiện ạ. Chào hai bạn, qua đi.
nào? Trời ơi, trai xinh gái đẹp không? Em chào anh Minh Xù, chào dạ. Hai chào bạn giới thiệu đôi nét cho mình chị. Nha. Ừ, bạn nam trước đi. Dạ, em xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Đối Thủ Bí Ẩn. Em xin chào anh Minh Xù, xin chào chị Khả Như và xin chào anh chị ạ. À. Em tên là Tuấn Kiệt và hiện tại em đang là diễn viên. Bé bới cái đầu vậy đó mà không kêu nhỏ ra. Bởi? Bé gái rồi, em tên gì giới thiệu nè. Dạ, em là Khánh Tâm, hiện tại em là nghệ sĩ cải lương ạ. Wow, nghệ sĩ cải lương. Y, vì em tới đây em có món quà gì tặng chương trình không? À, dạ, em đã chuẩn bị một bài ca cổ, em đã học thuộc rồi và đến đây để tặng cho mấy anh chị và quý vị khán giả của chương trình. Quá dễ thương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến món quà mà cô Thanh Tâm này gửi tặng cho quý vị khán giả cũng như chương trình nha. Tô Đình, người không phải vì tham mê nhan sắc mà chỉ muốn ta quỳ xuống dưới chân ngươi. Tra tấn cha ta còn giam giữ hôn phu, học chiếm đoạt một 3,000 thuộc nữ. Ta muốn vũ lòng quay thần trời xâm lược, nhưng trời ơi.
tôi bước hiu cùng nhau đây một lại thiết tế và lang lối tình dòng giờ nỗi đau riêng sinh hóa thành sức mạnh hòa giới tâm cùng nỗi đau của toàn dân nè. Mời. Thật ra Minh Sù rất là tiếc cho em bởi vì em không được xuất hiện trọn vẹn để vừa hát và vừa chơi tham gia game luôn. Nhưng mà không sao, với cái món quà này thì anh mong là em sẽ luôn luôn tự tin như vậy, lần sau biết đâu có cơ hội mình quay trở lại nhá. Dạ thì em tới đây là em quyết chiến với anh Bảo Bảo đó. Trời ơi. Mà anh không chọn em, tức quá trời. Anh mà biết có em đó anh chọn liền luôn á. Tại vì em với Khánh Tâm thì không có xa lạ gì, hai đứa đi cùng một đoàn cải lương với nhau rồi đó. Giờ Khánh Tâm là một cô đào chính của một đoàn lớn luôn. Dễ thương quá. Còn Tuấn Kiệt hôm nay tuy là mình không được xuất hiện nhưng mà em có muốn gửi một cái lời gì đó đến với tất cả những người chơi đặc biệt ở bên kia cũng như tất cả quý vị khán giả không? Dạ tuy hôm nay là em không được xuất hiện nhưng mà trước lúc trong kia là em đã chuẩn bị một trái tim máu lửa. Em cũng có một cái lòng trắc ẩn là trời. Em cũng muốn chiến thắng với anh chị nhưng cái đó mà... không phải lòng trắc ẩn em. Dạ. Cái đó lòng hơn thua em. Dạ nhưng mà thôi hôm nay em thấy rất là vui ạ. Dạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại hai bạn trong một dịp nào đó khác nha. Rồi, dạ. Rồi bây giờ xem nếu như mà chọn Khánh Tâm ra chơi thì chúng ta sẽ có một cái số tiền thưởng đó là hồi nãy 50, 200 xuất hiện ơi, rồi đó. Kéo Tâm ơi. 1 triệu đồng. Wow. Khá cao ha. Còn với Tuấn Kiệt đã mang đến đây con số là 4 triệu đồng. Nó lớn hơn 100 với lại 50 ha. Hai trăm sai lầm của anh chưa? Ha. Rồi. Một lần nữa xin được thay mặt cho ekip của đối thủ bí ẩn cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và mong hai bạn sẽ luôn luôn tự tin và tuyệt vời như thế. Hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Dạ. Cảm ơn Khánh Tâm, cảm ơn Tuấn Kiệt. Còn bây giờ xin được chúc mừng cho đội chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Hãy chờ đợi xem họ sẽ mang về số tiền thưởng của mình là bao nhiêu. Ngay bây giờ sẽ là vòng đặc biệt, xin mời. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với đối thủ bí ẩn và bây giờ là vòng đặc biệt. Vòng đặc biệt. Trên bàn sẽ có các rổ banh được đánh số từ 1 đến 9. Người chơi sẽ tính toán để lấy các trái banh sao cho tổng các chữ số trên banh phù hợp với điều kiện chương trình đưa ra. Nếu các bạn hoàn thành thử thách từ 45 giây trở xuống, các bạn sẽ được nhân 5 tiền cược. Nếu từ 46 đến 60 giây, các bạn sẽ được nhân 3 tiền cược. Nếu từ 61 đến 75 giây, các bạn sẽ được nhân 2 số tiền cược. Nếu trên 75 giây hoặc thực hiện thử thách thất bại thì các bạn sẽ mất hết số tiền đã đặt cược. Em hỏi ý đồng đội em được không chị? Được ạ. Trước khi chơi không? Ở trong hai em, bạn nào giỏi tích phân? Khoan đi, toán học mà họ tích phân nữa hả? Tích phân, phải giỏi tích phân, phải giỏi đạo hàm. Rồi bắt đầu khi mà bắt đầu chơi đó là bắt đầu em thấy không gian mà anh sẽ dạy tụi em hình học không gian. Tụi em múa vô trong đó tụi mới chụp được có con trái banh được. Cho anh đổi đội được không? Chơi luôn đi. Cho em đổi đội được không? Thôi. Tới đó là mất trắng em nha. Ồ vậy hả anh? Dạ. Tức quá rồi, cái số tìm các bạn muốn đặt cược là bao nhiêu? Hiện tại tụi em đang có là 8.250.000 đồng. 8.250.000 đồng. Cược 50.000. Mình cược 50.000 đi. Chơi là phải chơi hết luôn. Một là ăn cả ngã về không. Đúng. Nhiều quá, để dành tiền quay về chứ. Để dành tiền đi em, một còn người 50 đi. Còn không là đi. Mình cược 8.200 đi. Mình chừa 50.000 về mình đi uống nước. Hay á, tôi thấy hay. Cái đó hay nha. Okay. Cái này 5 người sẽ có một người 10.000 đủ luôn. Cái này mới là hai cái ý kiến này thôi. Bây giờ vậy nè, anh là cái người mà đứng cửa giữa. Bây giờ nè, anh không có tiền về xe. Lát hồi bạn nào cho anh tiền về xe thì anh sẽ nghiêng theo bạn đó. Em chở anh về. Rồi, anh theo em. Rồi. Đặt hết. Đặt hết. Vậy là các bạn quyết định đặt hết à? Đặt luôn. Hết. Là con số là 8.250.000. Dạ, đúng rồi. Đó là tất cả những gì mà đội chúng ta có và chúng ta quyết định đặt cược hết. Dạ, quá hấp dẫn nha. Lưu ý là hãy sắp xếp vị trí ai tính cộng tính trừ, ai sẽ là người đi lấy những cái yêu cầu quy định của chương trình, ai sẽ là người xếp những quả banh vào đây. Tại vì chúng tôi sẽ không tính quả banh trong rổ, chúng tôi chỉ tính số lượng banh trong đây. Và ngay bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi xin đọc đề bài. Đề bài của chúng tôi là con số 304 và các bạn phải thỏa mãn hai yêu cầu, đó là 9 con số 6 và 5 con số 9. Bắt đầu lên. Lấy hả? Rồi, ủa em đứng đây em tính đúng không? Tính đây, em tính đây. 9 số 6 nghe. Anh Thảo em lấy cái rổ nè. 9 phần 6 54. 9 con số 6. Rồi.
Nhanh tay lên, 45, hết giờ đó, nhanh tay lên. Nói giống nhau hết, 7, giống nhau hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái đó là 9. Số 9 nha, không phải là... Số 6 nè, số 6 nè, đưa đây, đưa đây. Số 9 đó, đếm lại coi. Số 6, rồi đi đây về. Rồi, bỏ vô đây. 9 con số 6, rồi đi lấy tiếp đi. Rồi lấy cái gì? 5 con số 9, lấy 5 con số 9. 5 số 9 ở đây nè. 5 4 2 5 4 5 số 9. Rồi, ok. Rồi. Rồi, đổ. Lấy thêm đi, lấy thêm bao nhiêu nữa? Ra lấy thêm ấy đi. Ấy là cái gì? Đúng rồi. 10 con 10 con số 2. 10 số 2 đi em ơi. 10 số 1 lạc luôn, rất lạc luôn. 10 số 2. 10 số 8. 10 số 8. Lên 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 lên. 8 6 8 10 10 số 8. Lên 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 lên. Nhanh nhanh nhanh. Ok. Số mấy nữa? Số 8 hả? Số hết giờ rồi. Lên lên hết giờ rồi. 2 1 3 4 6 8 10. Rồi. Ê, phải có con số 5 mới được nha. 2 có rồi. Rồi, ơi đó, rồi quá giỏi luôn em ơi. Có rồi. Ê, 10 số 2 thôi mà. 10 số 2 phải dư rồi. Dư à. 3 6 9 10. Ê, dư rồi Bé Thảo. Rồi, đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi. Rồi, dừng thời gian. Đã dừng thời gian vào lúc 1 phút 10 giây, có nghĩa là... Nhân 2 thôi, nhân nếu 2 như các bạn chính xác con số của mình. Dạ. Rồi, xin mời các bạn cho chúng tôi kiểm tra. Khoan, đầu tiên đi, chúng tôi sẽ xin nhắc lại đó là hai điều kiện, đó là 9 con số 6. 9 con số 6 là có nè. 5 con số 9. 5 con số 9 có luôn, nhưng các bạn ấy lại lấy thêm, cái này thêm nha, thêm 10 con số 9 nữa, thêm 10 con số 1, 10 con số 8, 2, 4, 6, 10 con số 2 và kèm theo đó là 1 con số 5. Và con số tổng các bạn mang về là 300 lẻ 4. Wow. 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 Xin chào, xin mời các bạn lên đây ạ. Trời ơi. Wow. Vậy là số tiền thưởng mà các bạn sẽ mang về đó là gấp đôi cái số mà các bạn cược, đó là 8.250.000. Và các bạn sẽ mang về 16.500.000 đồng. Yeah. Quá nhiều ạ. Đấy chưa. Một lần nữa xin chúc mừng đội giỏi dữ lắm nè, đã mang về số tiền thưởng đó là 16.500.000 đồng. Yeah. Bên cạnh tiền thưởng thì chúng tôi sẽ có thêm những chiếc cúp lưu niệm của chương trình nữa. Cảm ơn Phong đến với chương trình. Cảm ơn Hạnh Thảo. Cảm ơn Bảo. Hôm nay chơi giỏi dữ lắm nè nha. Dạ. Luôn đó, thật sự quá giỏi mà cộng thêm may mắn nữa. Dạ đúng rồi. Không biết là cảm xúc của Phong như thế nào? Dạ, cảm xúc của em là sau những cái vòng chơi em thì em thấy bây giờ em có lỗi dữ lắm với các bạn cùng chơi với em. Đối thủ của mình. Dạ. Thì bây giờ là sau đây, sau chương trình em hứa là sẽ dùng cái số tiền này dắt các bạn đó đi ăn cho nó vui vẻ. Quá dễ thương, dễ thương. Dạ. Được. Rồi, còn Hạnh Thảo, em thấy là lần này quay trở lại với những thử thách mới thì như thế nào? Dạ, ngày hôm nay em quay trở lại là em rất là may mắn bởi vì em có những người bạn và mới giúp em thắng được, chứ những lần trước em không thể nào thắng được. Dạ, em rất vui để được đến với chương trình Đối Thủ Bí Ẩn ngày hôm nay. Cảm ơn Hạnh Thảo. Dạ, đương nhiên là rất là vui rồi chị, nhưng mà lần này là lâu lắm rồi em đi chơi game em mới thắng. Thì thôi, mình cũng nhín ra siêu số tiền để mời mấy bạn này đi ăn chung cho nó vui. Đúng rồi. Tôi với Khả Như rất buồn. Dạ, em chưa nói hết nè. Đó, đúng rồi, từ từ. Đó, em chưa nói hết. Dạ, mời luôn chị Khả Như và mời luôn anh Minh Xù luôn nữa. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã đến đây và chơi hết mình, mang lại những giây phút thật sự thoải mái dành cho quý vị khán giả. Quý vị thân mến, Khả Như thay mặt chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đối Thủ Bí Ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bing House thực hiện, được phát sóng vào khung giờ 20:20 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay thì Minh Xù và Khả Như rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như là cảm ơn những người chơi. Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi vào tuần sau quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.